Radio Công giáo Châu Phi phát sóng trực tiếp Kinh Mân Côi Quốc tế. Một mạng lưới gồm 23 đài phát thanh ở Châu Phi sẽ phát sóng trực tiếp buổi đọc Kinh Mân Côi Quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra ở Roma vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, thứ hai 7 tháng 10. Sự kiện này được tổ chức trong tinh thần của tháng truyền giáo ngoại thường, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco tất cả kỳ tu hữu chúng ta trở nên năng động hơn như là những nhà truyền giáo và cầu nguyện cho tháng truyền giáo. Buổi đọc kinh mân côi quốc tế Buổi đọc kinh mân côi quốc tế sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ Roma tại đền thờ Đức Bà Cả. Do Đức Hồng Y Phẹt Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo chủ sự, buổi đọc kinh sẽ được phát trực tiếp trên Radio Maria tại hơn 70 quốc gia trên thế giới do đó sẽ có tới 10 triệu người cùng nhau đọc kinh mân côi. Ít nhất 23 quốc gia châu Phi sẽ được kết nối. Điều phối viên của đài phát thanh Maria Châu Phi, ông Paulo Tafuri, nói với hãng tin ACI Châu Phi rằng các đài phát thanh ở ít nhất 23 quốc gia châu Phi sẽ được kết nối và cũng có người châu Phi sẽ ở Roma và nhiều người sẽ theo dõi qua các kênh radio. Trang web của tháng truyền giáo ngoại thường cho biết là tổ chức gia đình thế giới của Radio Maria, tổ chức điều hành các đài phát thanh Maria là đơn vị tổ chức sự kiện kinh mân côi quốc tế vào ngày 7 tháng 10 theo lời mời của Bộ truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo. Các tình nguyện viên và nhân viên của Radio Maria đã làm việc nhiều tháng qua để bảo đảm cho sự kiện này được tốt đẹp.